Phát biểu trước những người ủng hộ tại một sự kiện ở thủ đô Washington, Tổng thống Donald Trump khẳng định những lời bịa đặt và những trở ngại sẽ không thể làm chệch hướng những chính sách của ông. Cùng ngày, ông Mark Kasowitz, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc của cựu giám đốc FBI, đồng thời cho rằng ông Comey cần phải bị truy tố do để dò dỉ các thông tin mật. Ông này khẳng định Tổng thống Donald Trump chưa bao giờ yêu cầu ông Comey ngừng điều tra bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Trước đó, tại phiên điều trần vào hôm qua, vị cựu giám đốc FBI nói rằng Tổng thống Trump đã yêu cầu ông gác lại cuộc điều tra về mối quan hệ giữa cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn với Nga. Ông Comey cũng chỉ trích ông Trump đã chọn cách phỉ báng ông và cả FBI với tuyên bố cơ quan này đang bị hỗn loạn, có lãnh đạo yếu kém và đội ngũ nhân viên không còn tin tưởng vào lãnh đạo. Cựu giám đốc FBI gọi những lý do đó là sự lừa dối của Nhà Trắng. Việc Tổng thống Donald Trump đã gây chấn động chính trường Mỹ khi bất ngờ sa thải cựu giám đốc FBI Comey khi ông này đang phụ trách điều tra vụ ông Flynn. Bộ Tư pháp Mỹ sau đó đã chỉ định cựu giám đốc FBI Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt chịu trách nhiệm giám sát cuộc điều tra này.